nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm thay đổi thất thường là nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát và lây lan mạnh trong đàn vật nuôi. Chúng gây tác động rất lớn đến sức khỏe của đàn gia cầm, đặc biệt là gà. Áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh kịp thời, hiệu quả để cho đàn gia cầm được phát triển tốt nhất là điều cần thiết. Nhưng việc chăm sóc và nuôi dưỡng gia cầm vào mùa lạnh không phải là điều dễ dàng. Vậy cách chăm sóc gà trong mùa lạnh cần lưu ý những yếu tố nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Làm Nông Đúng Cách ngày hôm nay. Những con gà này được gần 30 ngày tuổi, thế nhưng thay vì nuôi nhốt trong chuồng nuôi úm thì chúng lại được thả ra vườn như thế này. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, với điều kiện thời tiết thông thường như mùa thu hay hè, việc thả gà ra sân thời điểm này đã là sai kỹ thuật. Huống chi những ngày này, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp dưới 20 độ C. Mùa đông là thời tiết bên ngoài nó lạnh, luôn luôn là nhiệt độ lúc nào cao nhất là khoảng 25 độ, và nhiệt độ có ngày thấp nhất là 13 độ. Thì chúng ta 13 độ chúng ta không thả, chúng ta chỉ thả là trên 13 độ cho đến 20 độ thôi. Nhưng mà cái tuổi đấy nó chỉ phù hợp với gà giò thôi. Chứ còn nếu mà bà con mà thả gà bé, con gà ra ngoài là không chịu lạnh được, là bị hen. Đấy. Thế và chúng ta phải thả muộn. Chúng ta chờ khi nào mà trời có nắng nó thả ra thì mới được. Chứ cứ lúc mà mới sáng sớm ra là chúng ta đừng có thả. Cũng theo chuyên gia, độ tuổi thích hợp để thả gà là từ 60 ngày tuổi trở ra. Trong mùa lạnh rét buốt thì nên thả gà muộn, nhốt gà sớm và chỉ thực hiện những ngày trời mát mẻ, nhiệt độ ổn định. Một lỗi sai nữa nhiều nông hộ chăn nuôi gặp phải chính là đảm bảo nhiệt độ trong chuồng nuôi gà. Và mùa lạnh không chỉ riêng gà con mà gà ở các giai đoạn cũng đều cần được đảm bảo nhiệt độ, độ ấm trong chuồng nuôi. Đối với cái thời tiết mà mùa lạnh là chúng ta phải quan tâm số 1 là cái nhiệt, đến thứ hai là cái ăn. Thế nhưng mà nhiều người ta không quan tâm đến cái đấy. Người ta cứ quan tâm đến cái ăn, người ta không quan tâm đến cái nhiệt. Thế và khi gà còn lớn thì chú ý cái vấn đề vệ sinh môi trường, giảm cái mật độ nuôi, bởi vì lúc đó là có những ngày mình phải nuôi nhốt gà trong chuồng. Nếu như mình không đảm bảo có độ thông thoáng ấy, thì khí độc trong chuồng sẽ nhiều mà gà sẽ bị ho hen. Khi sưởi ấm cho gà, bà con có thể áp dụng một số biện pháp như đốt củi, chấu, rơm rạ, nguồn nguyên liệu tận dụng có sẵn. Tuy nhiên tránh ngạt cho đàn gia cầm, khói sinh ra phải được đưa ra đường ống thả xả khói ra ngoài, chỉ cần toàn nhiệt để sưởi ấm cho gà. Phương pháp sử dụng bóng hồng ngoại, quạt sưởi, bóng sưởi đốt để sưởi ấm cho đàn gia cầm cũng là phương pháp tối ưu khi sưởi ấm cho gà trong mùa lạnh. Đối với bóng sưởi đốt vào ban đêm thì phải che bớt ánh sáng giúp gà dễ ngủ và đảm bảo sức khỏe của gà. Nếu bà con chăn nuôi gia cầm số lượng nhiều với diện tích lớn thì cần lắp đặt hệ thống sưởi ấm giúp tỏa nhiệt lớn với diện tích rộng, tiết kiệm chi phí hơn so với các biện pháp sưởi ấm khác và không lo tình trạng mất điện ảnh hưởng đến việc sưởi ấm cho đàn gà. Chính ra nuôi mùa đông mà chúng ta biết điều tiết là con gà nó lớn nhanh rất nhiều vì cái thời tiết lạnh nó giúp cho gà nó tăng trọng nhanh, ăn nhiều mà. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta để lạnh là con gà nó sẽ bị bệnh ngay từ cái lúc giai đoạn gà con. Thì bệnh đối với giai đoạn gà con là nó thường xảy ra, một là E. coli, hai là bạch lỵ và ba là đặc biệt là cái CRD. Mà đã bị CRD là con gà nó sẽ không thở được và nó sẽ kém ăn. Đấy. Cho nên và nuôi mùa đông thì nó còn mắc một số các cái bệnh nữa, ví dụ như là các cái bệnh truyền nhiễm nó rất dễ phát sinh, ví dụ như cúm gia cầm, ví dụ như Newcastle. Đấy, chúng ta phải rất chú ý để chúng ta phòng ngừa vaccine. Thế còn khi chúng ta thả ra bên ngoài thì chúng ta phải lựa chọn cái tuổi thả gà. Ngoài ra, đảm bảo dinh dưỡng cho gà giai đoạn này cũng là yếu tố quan trọng. Cho gà ăn đầy đủ khẩu phần các loại cám có chất lượng tốt và ổn định. Bổ sung thêm V-Complex cho gà, khỏe mạnh. Bổ sung thêm V-Complex giúp gà khỏe mạnh, tăng sức đề kháng. Cho gà uống nước sạch. Trong ngày nhiệt độ xuống thấp, cần cho gà uống nước ấm để đảm bảo sức khỏe. Việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo lịch cũng là biện pháp giúp gà khỏe mạnh, chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh.